Xin kính chào bà con. Lưới đánh cá ở đâu hôm nay giới thiệu với bà con hai dòng chài, hai màu chài. Có nghĩa là chính xác ở đây nó là một dòng chài nhưng là hai màu khác nhau, màu vàng và màu trắng. Ngoài cái dòng chài chân chì ống đang giới thiệu với bà con thì còn có cái dòng chân chì sân xích nữa cho bà con. Nếu bà con muốn chì ống thì có chì ống, muốn chân xích có chân xích, nhưng mà phổ thông nhất bây giờ vẫn là chân chì ống nha bà con nha. Chân chì ống vẫn là phổ thông nhất cái dòng chài này. Thì cái chiều cao của nó là 4 mét này, nặng là 5 kg là cái chài màu vàng. Còn cái ngoài chài màu trắng bên phía tay phải thì nó có cả 3 kg 8 4 kg, cao của nó là có cao 3 mét, cao 3 mét rưỡi, cao 4 mét. Cái hàng chài trắng thì nó đa dạng hơn thì giá thành nó phù hợp hơn cho bà con. Còn chài vàng thì nó chỉ có một kích thước, đó là cao 4 mét, nặng 5 cân, mắt nỗ 2 phân, bắt cá nhỏ hơn ngón tay út. Thì dòng chài này thì là sẽ bắt được những con cá như cá lồng tông này, cá bống suối này, cá mương này, cá trắng này, vân vân. Thì hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dòng chài màu vàng trước. Màu vàng ở đây thông số A Đầu nhấn mạnh lại, đó là cao 4 mét, nặng 5 cân. Kích thước nỗ lưới của nó là 2 phân, 2 cm, gọi là then 1 bà con nha. Bắt cá nhỏ như ngón tay út, nhỏ hơn ngón tay út. Dòng chài này A Đầu bung ra được xấp xỉ đường kính của nó là 6 mét. 6 mét như vậy là đủ tầm để cho bà con chơi rồi. Nếu mà bà con muốn rộng hơn nữa, thật lòng là sẽ có rộng hơn nữa. Thế nhưng mà dòng chài rộng hơn nữa thì lại chuyển sang hàng của Việt Nam. Tại vì hàng Thái này nó một cái đặc điểm của nó là dễ nhận biết, nó là túi rất là sâu bà con nha. Túi rất là sâu. Cái khoáng chì của nó là gồm 4 chì 1 khoáng. 4 chì 1 khoáng. Măn lưới của nó là đây, bà con thấy không ạ? Đút ngón tay út chưa thể lọt được. Ngón tay út chưa thể lọt được. Có dây dòng đầy đủ và có linh chống xoay cho bà con. Hàng này đảm bảo với bà con là quăng rất là thích. Bà con về nếu bà con muốn sửa lại thì bà con sửa lại cái túi này, phần túi này. Bà con buộc lại cái phần túi để cho nó chắc chắn hơn một tí. Phần túi nó rất là sâu rồi. Đấy. Ngoài bắt cá nhỏ ra còn bắt được cả cá lớn. Bắt được cả cá lớn nha bà con nha. Không cứ gì cá nhỏ đâu. Bắt được cả cá lớn. Riêng dòng chài màu vàng hàng 2 phân này. Dám nói với bà con rằng bắt cá nhỏ, cá lớn ok luôn. Tại vì cái dòng mắt nhỏ này là phù hợp với bà con ở khu vực phía Bắc, bắt cá suối rất là thích hợp. Thì ngoài dòng chài vàng này có dòng chài màu trắng thì lát nữa A Đầu sẽ giới thiệu cho bà con ở phía sau ở video kế tiếp. Hôm nay A Đầu sẽ đăng 2 video cho bà con xem. Ở video phía sau sẽ có là màu chài màu trắng. Thì sau đây A Đầu sẽ đung lên bung lên cho bà con xem là cái độ bung lên của nó này. Đấy, kéo lên này. Đấy, túi rất là sâu. Bà con có nhu cầu đặt hàng liên hệ với A Đầu. A Đầu sẽ cung cấp cho bà con tất cả các dòng chài cho bà con để bà con có thể phục vụ vào mục đích của bà con. Bà con nhìn thấy không? Túi rất là sâu nha, túi rất là sâu. Túi rất là sâu. Bà con nhớ đăng ký kênh cho A Đầu nha, đăng ký kênh và theo dõi và giới thiệu cho rất nhiều người xem nữa, tại vì A Đầu rất nhiều video hay đang nằm ở phía sau. Kính chào bà con.